Mình làm một cái mới. Chắc mua sần. Bây giờ thầy sẽ lấy cái video ha. Thầy sẽ lấy video này thầy bỏ vào cho mấy em nhìn ha. Đây, cái video của Win 7. Hồi xưa Win 7 nó hay có video này. Cái bài ngựa này đó. Đấy. Mấy em muốn lấy ngựa nào cũng được ha, nhưng mà ở đây nó có con ngựa trắng thì thầy lấy ngựa trắng thôi cho nó dễ. Không có gì cả. Đây. Rồi. Thì lấy tới đây ha, mình bấm chữ N ha, bấm chữ N lấy đây, rồi khúc đầu nó có miếng đen bỏ luôn ha, bấm chữ B là nó mất cái khúc đầu. Sau đó mình trim cờm là lấy cái khúc ở giữa, được chưa? Rồi cách chắc motion, thường thì chắc motion người ta bất kỳ cái nào cũng vậy, chắc cái gì cũng vậy, chất lượng video là phải đẹp ha. Chất lượng video bây giờ là nó phải muốn chắc là ít nhất nó cũng phải 4K ha. Còn cái này hồi xưa cho nên chắc đôi lúc là nó có lệch. Còn bây giờ mấy em lấy một cái hình mấy em làm video bằng HD là nó cực kỳ chính xác ha. Ví dụ thầy có một cái này. Bây giờ thầy muốn chắc nó cũng theo cái vị trí, một là con mắt hay lỗ tai hay là bất kỳ cái nào đó mà nó ít có thay đổi hình ảnh. Mấy em chắc đừng có chắc trên cái đám lông này ha. À, mấy em chắc là phải chắc ngay cái chỗ nào mà nó cố định. Ví dụ như con này nó có một cái đốm vàng nâu hay là một cái gì đó thì mới mình phải xác định là trên cái đó nó đấy nó có thì mình mới đi theo. Ví dụ như con này nó có một cái đốm đen đốm trắng ở đây, thầy không lấy con này nữa, thầy lấy con này chẳng hạn ha, thì mình phải coi nè, à, khúc nào là để riêng một mình nó. Đây, ở đây nó riêng mình nó là khoảng rộng nhất, còn đến đây nó bị dính với cái đầu của con này nữa, cho nên mỗi lần chắc là mình phải kiếm cái đoạn nào ok một tí ha. À, thưa 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 ra đấy, cỡ cỡ như thế này, giống như con ngựa này là nó thoải mái, nó không có đụng gì tới mấy con khác ha, thì nó an toàn. Đấy, cho nên là cái bước đầu tiên để mình chắc là mình phải biết lựa chọn cái đoạn ha. Rồi bây giờ cách chắc. Để chắc thì mình vào Windows mình bật cái chắc này lên ha. Nếu như ngoài này nó chưa có ha, nếu như ngoài này chưa có thì mình phải vào mình bật nó lên. Này đóng lại luôn không cần thiết ha. Mình bật chắc. Đây nó nằm đây. Rồi mình chọn cái video, nhớ chọn video ha. Sau đó mình vào animation track motion, hoặc là khi mình bật cái tracker rồi nè thì ở đây nó có cái track motion, mình lít track motion đây thì mình coi trên cái bảng thông tin ha. Đầu tiên là cái suộc video, cái thứ hai là track máy, mình mới có một cái chắc duy nhất là chắc một ha. Cái thứ ba là kiểu chắc, kiểu chắc là kiểu transform ha, tức là dịch chuyển rồi xoay rồi scale ha. Đây nè nó có nè position, rotation và scale, thì mình chỉ làm position vị trí, tại con này nó chạy ngang ha, con này nó chạy ngang thôi, nó không có gần xa, nó không có xoay gì nhiều hết, cho nên mình dùng một cái duy nhất là position ha. Rồi như vậy là bước đầu mình phải xét cái này trước, mình kiểm tra ha. Tiếp theo bây giờ mình muốn làm con này thì mình kéo, cách kéo nè mấy em chú ý ha, đừng có nắm vào cái tâm ở đây ha, mấy em đừng có nắm vào cái tâm đây, nắm ngay cái vòng giữa, vòng ngoài nè, vòng trong nè, cái tâm nè, thì mấy em ngắm nắm ngay cái vòng trong kéo ha. Đây kéo đây. Rồi mấy em đặt vào, thường thường thì mình sẽ đặt vào cái vị trí giữa sáng và tối ha, để cho nó thấy rõ cái tương phản, cái mức độ của nó là như thế nào. Nó ví dụ như mấy em chọn ngay con mắt cũng được,
đây nè, zoom lên xíu đây, ví dụ như em chọn cái đen nhất của nó. Rồi bây giờ xét hai cái vùng này. Cái vùng này là cái vùng lấy những cái gì mà nó gần 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 giống nhau ha. Ví dụ như cái này mà nó hồi nó dính vào đây ha, cái đầu con ngựa này nó chạy hồi mà nó chạy qua khỏi con ngựa này thì cái chắc này của mình sẽ bị hư ha. Cho nên cái vùng này mình có thể kéo lên kéo xuống được, có thể lấy như thế này, có thể lấy như thế này ha, có thể lấy đây cái vùng. Còn cái vùng trong là cái vùng an toàn của nó, là những cái này hầu như không thay đổi ha, vị trí của những cái này hầu như không thay đổi ha. Như vậy là mình biết, thường thường thì người ta không cần chỉnh nhiều, người ta chỉ cần lấy như thế này. Nếu mà cái con ngựa này mình coi nó không có nhích nhiều ha, thì mình để chiều ngang ha, để lấy vị trí. Còn cái trong cái hoạt động này nó hoạt động nhiều thì mình đừng có lấy nó, mình chỉ lấy ở cái phần miệng đầu gì đó ha, là ok. Rồi bây giờ mình sẽ coi cách chắc. Để chắc nó thì dưới này nó có mấy cái nút nè ha, phần edit target với phần option, chút nữa mình sẽ tính. Cái đầu tiên nó có cái phần anali nè, thì đây là bắt đầu nó sẽ phân tích mà mình đang để cái phim của mình nằm ngay giữa, thấy chưa, cái phim mình nằm ngay giữa nè, thì mình tại vì mình lựa chọn cái vùng chuẩn nhất, an toàn nhất và đầy đủ nhất ha, thì bây giờ một là mình bấm về trước, hai là mình bấm về sau đều được hết. Mình bấm về sau nè, trước nè, tiếp theo đây, nó cho ra hàng loạt key cho mình ha, vị trí chính xác của từng cái. Giờ mình coi thử nha, đấy cái đó nó chạy theo không, mình nhìn thấy không. Rồi bây giờ mình bung cái này ra, mình thấy gì, bấm chữ U, mình thấy một loạt key ở đây ha, nó đặt từng key từng key từng key, nó bắt dính từng key. Rồi bây giờ mình quay trở về trước, bấm play ngược ha, đấy nó lấy key trước. Như vậy là mình có một loạt key hoàn thiện. Lúc này cái này không phải là cái còm ha, nó chỉ là cái laser video thôi, nó chỉ là cái laser video ha, mấy em chú ý ở đây, chứ đừng có chuyển qua đây nha, chuyển qua đây rồi kiếm không có thấy đâu. Này xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là mình phải áp đặt cái key này lên trên một cái nun ha, tại vì mình chưa biết áp đặt lên cái object gì cả, mình phải lên một cái nun để làm một cái object ảo, nó không có hình ảnh, rồi sau đó mình mới áp tất cả những cái thứ gì cần di chuyển vào cái nun đó ha. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái nun, object nun object ha. Rồi xong, bây giờ mình mới vào cái edit target nè, kiểm tra đây nó có cái nun rồi ha, có cái nun, nó phải chọn cái nun nha, trường hợp mà nó chọn này là sai, phải chọn cái nun. Ok xong, tiếp theo mình apply nó thì nó sẽ hỏi bây giờ lấy chục x chục y luôn hay là lấy riêng chục x hay là lấy riêng chục y. Thì con ngựa này nó có lên xuống qua lại ha, thì mình phải lấy 20. Ok thì bây giờ mình coi thấy chưa, này cái nun nè, thấy cái nun nó đi theo cái đường đó không, đấy cái đầu ngựa chính xác ha, cực kỳ chính xác. Rồi lúc này mình muốn làm gì đó là tùy mình, bây giờ bắt đầu mình mới làm. Ví dụ như mình muốn con này là con ngựa số 1 ha, vẽ một cái đường đánh cái số vào ha, ví dụ như thế này, mình tạo một cái cơm khác. Rồi mình có thể dùng sub layer ha, mình vẽ một cái đường gì đó, ví dụ như mình vẽ một cái đường này chỉ lên ha, đây là con ngựa số 1, làm mũi tên á, muốn làm gì đó anh làm.
Đây thầy ví dụ để cho cái sự kết hợp của mấy em cho nó hiệu quả một tí. Rồi mình coi cái stroke này vừa đủ lớn lên chưa. Đây à, rồi ok. Tiếp theo mình gõ lên số 1. Sao cái màu nó không có được trắng? Mặc định là màu nó phải trắng mà màu này không trắng, đúng không? Rồi làm cái test. Người này số 1 à. Rồi bây giờ mình canh cái design này cho nó chuẩn đi ha. Mình phải canh sau đó. Ví dụ như cái số nằm đây, cái này nó nằm đây và cho nó scale lại tí. Nên nó dài quá nó xấu chẳng hạn. Đấy. À. Rồi. Cái này cho nó xanh luôn. Nhìn nó nửa trắng nửa xanh gì đó nó kỳ. Rồi ở đây mình mới bắt đầu mình cầm nó qua cái này. Mình nên tập như thế này ha. Mình có cái cầm 2. Mình muốn thường thường thì mình nên đổi tên hay làm gì đó để dễ nhớ. Còn ở đây thầy à, oh, đây cầm 2 bỏ vô đây. Đây. Ôi cái màu trắng nó xấu quá. Bây giờ mình mới keo toàn bộ cái này lại ha. Đặt đúng cái vị trí cho nó. Quá xấu luôn ha. Rồi vậy đi. Giờ mình cho cái này nó chạy theo chạy theo. Thì mình chỉ có việc nối cha con ha. Lấy cái design mới làm đó bỏ vào cái nun. Và bây giờ mình bấm play. Được chưa? Cực kỳ chính xác. Tất cả những cái con ngựa trong này mình có thể lấy một cái nhân vật cartoon ha, mình để lên trên con ngựa màu trắng á, cho nó bắt dính theo, cho nó chạy theo cũng không có sao cả, nó vẫn chính xác ha. Rồi như vậy là bước thứ nhất là mấy em chắc motion theo dạng position ha. Bây giờ mình làm một cái bước thứ hai là thầy có một cái thầy làm một cái khung nhà giống như lúc nãy. Mình lấy một cái hình trong cái phần nội thất này đây. Đây mình có cái hình à, mình tạo một cái cờ mới cho cái hình. Đấy mình có thể đặt cái ly, cái bàn hoặc là cái xô hay là cái gì đó, bất kỳ cái thứ gì nếu mình thích mình có thể đặt lên trên này ha. Việc đầu tiên là đây là một cái hình, mình sẽ tạo cho nó rung ha. Mình sẽ tạo nó rung giống như là hồi nãy mình coi cái video bị rung đó ha. Giờ mình coi lại cái video bị rung nè. Đây là mình tự làm ha. Đó. Ví dụ như cái người mà người ta mới làm camera hoặc là ý đồ của tác giả là như vậy ha. Người ta mới biết làm camera người ta cứ rung nhẹ nhẹ vậy chả sao cả ha. Thì ở đây mình sẽ có cái một cái lệnh để mình làm wiggle. Mở cái transition này ra, mình chọn cái position ha. Rồi ở đây mình có thể gõ chữ wiggle hoặc là vào bên trong cũng được. Thì ở đây thường thường cái wiggle một cái lệnh nó bao giờ nó cũng nằm bên trong cái ngoặc ngoặc đơn ngoặc kép ha. Bây giờ mình dùng đến chiều ngang và chiều rộng ha. Chiều ngang và chiều cao ha. Ví dụ như mình cho nó nhúc nhích ở
chiều ngang nhiều hay là chiều cao nhiều gì đó thì mình gõ vào đây. Ví dụ như mình gõ ở đây vào số 5. Tiếp theo là trục x, xong rồi tới trục y là chiều cao, mình để 20 chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình bấm play. Mình sẽ thấy cái mức độ nó nhúng như thế này. Hay là ảnh tự động. Giờ mình muốn cho nó nhiều hơn nữa thì đây mình gõ lên 50 chẳng hạn. Nè, cái mức độ lên xuống nó cao thấp ha, nó nhiều hơn. Đấy. Vậy là mình có được một cái camera amateur của một cái dân chuyên nghiệp nào đó làm amateur ha. Nó rung nè. Thì cái khung hình này nó sẽ bị giãn nở ha. Em coi nó giãn nhiều ít thì mình sai cái khung lại. Ví dụ như mình vào composition setting ha, mình cho cái chiều cao này nè nhỏ lại. Đó, nó nhỏ lại rồi đó. Rồi mình kéo thử ha. Phần này cho nó nhỏ lại tí đi. Hoặc là mình lấy luôn là 1280, 720 cũng được ha. Không thôi, không sao cả. Đó, miễn sao đừng thấy cái miếng đen là được. Đừng để thấy miếng đen nhiều quá được. Rồi, bây giờ đây là mình có một cái cờm của cái này. Bây giờ mình tạo một cái cờm làm track motion cho nó. Cái cơm của mình là cũng giống như vậy luôn cũng được ha. Rồi xong mình kéo cái cơm vừa tạo nè, cái mẫu trang trí nè, bỏ vào đây. Bây giờ là đây là một cái laser bình thường ha. Ok, đây là một cái camera đang rung rất là bình thường. Rồi bây giờ mình chắc cái nào, mình muốn chắc cái nào thì mình chắc cái đó ha. Không có gì khác cả, không có gì sai hết đó. Bây giờ nó rung như vậy, nó rung vậy. Mình có thể đặt một cái bình trà lên này ha. Hoặc là mình có thể đặt cái chanh to lên này, mình đặt mấy cái chanh nhỏ ở đây, tùy thích. Bây giờ thầy đặt cái lớn nhất cho mấy em dễ nhìn ha. Rồi, giống y như lúc nãy mình sẽ làm gì? Vào animation track motion ha. Đây. Thì nó là cái laser video nha mấy em. Đây nè, cái laser nó có cái thanh này, còn cái cờm là nó có cái này ha, nó không có cái thanh, nhớ nha. Đây rồi, bây giờ khi mình làm, mình vào track motion là nó tự động nó sẽ có cho mình một cái track đầu tiên ha. Mấy em kéo xuống ngay cái khung cửa sổ, zoom lớn lên, zoom tối đa càng tốt ha. Đây, nằm ngay vị trí này. Đây là cái chắc số 1. Tiếp theo, tại vì cái này nó còn rung, nó còn lớn nhỏ tùm lum hết ha. Bây giờ mình làm cho nó zoom nữa càng tốt nữa. Thì ở đây mình phải dùng đến rotation và scale. Ồ, cái này hình như là nó chưa có xây ha. Nó chưa xây, để mình làm cho nó xây một tí nữa đi. Nó mới đẹp. Tại cái này nó chỉ có rung thôi. Nó chưa có ok. Bây giờ mình cho nó xoay. Mở này ra, chọn rotation. Vừa xoay và vừa scale ha. Mở hai cái. Đầu tiên là nó như thế này. Sau đó nó zoom in ha, cứ đặt kỳ đi. Một cái tay chuyên nghiệp nào đó họ thích làm vậy. Zoom. Zoom. Sau đó vừa zoom nó vừa xoay, ví dụ vậy. Tới đây nó zoom nhỏ lại, xong xoay ngược lại xíu. Giờ mình thấy nè, nó loạn xà ngầu ha. Mục đích của mình là để làm sao mà nó thấy được cái chắc nó hiệu quả. Rồi giờ nó quay trở về bình thường, nó không. Rồi nó cứ zoom nhỏ lại tí. Rồi nó phóng lên tí.
Rồi nó nhum nhỏ một tí nữa, làm cho rối loạn lên. Rồi sau đó nó về bình thường ha, mình có thể copy kỳ đầu kỳ cuối trên C còn trên V. Rồi giờ mình coi lại cái còm à, giờ thấy nó nghiêng nè, nó nghiêng qua bên này xong nó nghiêng qua bên này ha. Đấy. Thế là mình mới chắc nó thoải mái được. Rồi mình tính tới cái độ khó của nó. Bây giờ mình kiểm tra là nó có cái motion chắc đầu tiên rồi ha. Giờ mình bỏ nó đi, tại giờ nó không còn cái vị trí gì, không còn giá trị gì nữa, mình bỏ đi ha. Bỏ đây chắc cơ, bỏ. Giờ mình tạo cái mới, có thể tạo ở đây luôn cũng được ha. Rồi tiếp tục thao tác zoom lớn lên, mình đặt ngay chỗ này nè. À, đây là vị trí. Rồi ở đây à, mình mới tiếp tục mình chọn cái rotate và scale, lít vào thì nó sẽ lên một cái chắc nữa. Lúc này kéo cái này lên góc chéo ha, mấy em phải làm góc chéo nha, tại nó là scale. Đây rồi, và mình chắc giống y như lúc nãy. Lúc này mình phân tích nó, analyze nó ha, bấm nó bị lỗi. Có nghĩa là cái vị trí đó không hợp với nó ha. Mình phải kiểm tra lại. À, nó lấy một cái vị trí gì đó kìa. Không hợp lý, đúng không? Chắc cái này chưa hợp lý. Giờ mình bỏ đi, mình lại chắc lại cái khác. Ồ, sao trong này nó có à, đúng rồi, hai cái chắc. À, giờ mình làm lại ha. Chắc motion một cái đầu tiên chưa bật gì hết nha mấy em, mình chưa bật cái rotate với scale gì cả, coi chừng mình đang làm trên cái gì à, trên cái còm thì đúng rồi, không có vấn đề. Lại đây mình lấy sức ra tới chỗ đậm ha, hoặc là mình lấy cái chỗ sáng tương phản này cũng được, lấy đây thì cũng được. Cho nên rồi đây, rồi tiếp cái thứ hai để coi nó có bị nhảy không nhé. Rồi không có sao hết. Cái thứ hai là nó sẽ có ở đây, mình cũng đưa lên lại ha. Tại sao? Để coi nó bị cái gì. Rồi giờ tiếp tục apply track nó. Ô, có thể là mình đã scale trên cái gì đó. Kiểm tra lại nha. Chắc này sai hết rồi. Rất là vô lý. Làm lại cái nữa. Có những cái chắc có nhiều khi mình làm bước đầu nó không hiểu, mình đổi ngược qua lại ha. Không sao hết. Rồi, làm lại. Chắc motion. Mình chắc rộng hơn đi ha. Đây cũng được, đây cũng được. Tại sao nó bị sai? Lấy cái khu vực này là đúng rồi, nó chỉ có nhiêu đây thôi. Khu vực giống nè. Rồi. Tiếp theo rotation scale. Rồi.
lần nữa nhé. Tại sao nó hư? Lấy lên đây luôn. Rồi. Nhiều khi cái độ màu nó bị ảnh hưởng ha. Cho cái này lớn lên tí, lấy luôn mấy cái sọc này cho dễ nhìn nó thấy. Thử lại. Chắc lần nữa. Nó không được nữa thôi. Rồi, giờ nó chính xác rồi. Ha. Đó, bây giờ nó đi chính xác rồi đó. Ha, mình thấy hai cái đường nó đi đều là nó đi chính xác. Nếu trường hợp mà nó cứ bị cái khung nó ra ngoài á là nó bị nhảy ha. Cho nên là mình phải kiếm cái điểm nào cho nó hợp lý. Rồi, ok. Bây giờ đến phần mình thay hình ảnh vào ha. Thì việc đầu tiên mình cũng phải tạo một cái nùi, bao giờ cũng vậy ha, tạo một cái nùi rồi tiếp theo mình mới apply cái này qua bên cái nùi. Thì edit target mình kiểm tra coi có chưa, ok có rồi. Lúc này mình mới apply, thì để vị trí đầu tiên ha, mình nhớ nha, đừng có để nhúc nhích ở đâu hết, luôn luôn để ở vị trí đầu tiên, bấm apply. Rồi nó cũng hỏi giống y như vậy thôi, không có gì khác, và nó nhảy qua kỳ ha, nhảy qua kỳ. Rồi bây giờ mình mới bỏ cái hình vào ha. Đấy, bây giờ mình bỏ cái hình vào, kiếm cái hình nào vuông vuông cho nó giống nó ha. À, hình nó có chiều, cái chiều này là chiều nó hơi cao, thì mình lấy cái hình này đi rồi đặt vào đây. Đó, cái hình này nó to là nó vuông rồi. Sau đó mình mới scale nó lại cho nó hợp lý. Đây. Đặt cho nó đúng vị trí ha, gần gần trước. Rồi, bây giờ mình mới dùng cọt nó pin ha. Vào effect distort cọt nó pin đây. Đặt cái khung hình này vào, zoom lên. Đây, cái hình nằm đâu? Hình nằm đây nè. Đó. Hình này nằm đâu? Nằm phía sau cái khung cửa nè, thấy không? Đây. Hình này nằm đây, zoom nó lên, đặt đúng ở khung đây. Được chưa? Rồi, chính xác. Bây giờ mình chỉ có việc nối cha con vào cái nút và thưởng thức thôi ha. Giờ mình coi ha, không có vấn đề gì hết, cực kỳ chính xác. Mấy em có thể lấy sản phẩm dán lên đây ha, cái hình hay logo gì đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn làm logo đây, mình cũng phải chắc cái logo ngay, mình chắc cái vị trí ngay đây ha. Làm chỗ nào mình chắc ngay chỗ đó thì nó mới có cái độ an toàn. Này bây giờ mấy em thấy chính xác ha. Ví dụ như thầy lấy cái logo thầy bỏ vô đây thử. Cái nệm nè, hoặc là cái bàn nè ha. Thì nó sẽ như thế nào? Rồi. Lấy một cái logo. Rồi. À. Bỏ vào đây.
quá lớn. Đặt nó ở đây, lên cái tấm nệm này cũng được ha. Đấy, rồi dán lên đây thì mình cũng dùng cọt nơ pin ha. À, gắn góc nào nè, này nó tự động nó đi theo phối cảnh nếu mình thích làm ha. Rồi ok, ví dụ vậy. Sau đó mình lại nối cha con với cái nút, đúng không? À, nó zoom lớn zoom nhỏ vậy là ok hết. Thường thường những cái sản phẩm hay gì đó mà người ta quay mà thiếu ha, mình hay dùng những cái chất motion này mình để vào ha. Giờ mấy em thấy nó thoải mái ha. Ví dụ như cái logo dán trên cây cột đây cũng được ha. Logo dán lên cây cột, hay là lấy một cái ly đặt lên trên cái bàn, hay là bất cứ cái gì, gắn một cái đèn trần vào đây cũng được. Tại cái hình này nó không có xoay ha, nó chỉ xoay theo mặt phẳng thôi, nó chỉ xoay chiều này xoay chiều này, chứ nó không có xoay 3D, cho nên là mình không có quan tâm gì nhiều về xoay cái hình cả ha. Rồi như vậy là xong cái bước chất motion. Giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp ha. Một cái nữa là chất camera. Chất camera thì nó như thế này. Nãy mấy em đã nhìn thấy rồi, bây giờ mình làm một cái mới đi. Không có cần cái này ha. Tạo một cái mới. Rồi mình lấy mấy cái video. Thầy có mấy cái video đây. Cái video hồi nãy là cái video này. Rồi một cái video nữa. À, để coi cái video nào là cái video có cam này đi. Có mấy cái New York. Cái này là nó 3D nè ha. Chắc lên trên đó. Rồi mình lấy cái đoạn ở đây giống như nãy ha, để cho nó dễ, cho mấy em có video cho dễ. Kiếm cái đoạn đó mình chắc đây đây ha, lấy một cái đến đây, phải còn rõ cái hình nha mấy em. Đây phải rõ cái hình mới được. Chắc lại lần nữa, trim lần nữa. À, camera nó xoay ha. Giờ mấy em thấy camera nó xoay nè. Miếng đất phía sau nó xoay vòng tròn. Bây giờ cách chắc. Chắc này thì máy nó tự làm. Thường thường là chắc 3D là máy tự làm hết. Rồi mình chỉ có chọn vùng thôi. Đây, mình cũng vào chỗ đó và mình chắc camera ha. Đây cũng được ha, đây cũng được. Giờ mấy em coi nè, khi chắc mấy em phải để full nha, chất lượng nó mới lên.
em phải chờ ha, chờ lấy nó đang chạy nè, đây đấy xong rồi đấy. Khi xong nó sẽ lên như thế này, những cái điểm và một cái vòng, cái vòng mà nó thẳng là nó đang nhìn thẳng, cái vòng nó nghiêng là nó đang ở cái bắt nó hướng nghiêng ha. Ví dụ như mình nhìn đây là nó nghiêng, nhìn đây là nó thẳng, thấy không? Đây là mình lấy mặt phẳng ha, mình lấy mặt nghiêng tùy ha. Đây là mặt nghiêng rồi, mình có thể chọn khu vực đây mỗi cái. Ví dụ như điểm nó nhỏ quá thì mình keo nó lớn lên ha, còn điểm nó lớn thì mình keo nó nhỏ lại. Đây nè, mình để mình dễ làm việc thôi. Còn cái vòng này mà nó lớn quá thì mình cũng keo nó nhỏ lại, là do cái hình của mình ha. Đấy, keo nó sao đó mình dễ nhìn thôi. Rồi bây giờ trước tiên là mình cắt cái mặt phẳng này trước, mình phải chọn đúng cái mặt phẳng của nó à. À, đừng có để cho nó méo. Ví dụ như nó méo quá là đây cũng không được, đây là được ha. Rồi mình lít vào thì nó lên 3 điểm. 3 điểm này là đại diện cho cái mặt phẳng phía trước này nè ha. 3 điểm này đại diện phẳng phía trước. Sau đó mình bấm chuột phải. Ở đây nó có hàng loạt cái lệnh, thì cái đầu tiên bao giờ nó cũng có thêm cái chữ camera ha, nó phải tạo ra một cái camera thì nó mới cho mình đi theo track được. Thì nó có mấy cái, một cái là mình có thể tạo test trực tiếp, có thể là tạo màu trực tiếp, có thể là tạo cái nuôi ảo ha, rồi có thể là tạo shadow, bóng đổ và đèn luôn. Cái này là thì tùy thôi, hoặc là mình tạo một lúc mấy cái luôn ha. Đây bây giờ mình làm cái test thôi, mình tập nào. Đây bây giờ mình thấy nó có một cái camera ở đây và một cái test à, cái test này nó sẽ nằm ở đây. Bây giờ mình đẩy đi là cái test nó đi theo, đúng không? Chính xác ha, giờ nó chính xác như thế này đó. Rồi mình đã biết 3D rồi, trên này nó có ba trục thì cái chữ này nó cũng sẽ có ba trục. Mình bấm position, dời nó về giữa ha. Rồi chọn scale, thí dụ như mình đánh vào cái chữ này là cái chữ New York đi ha. Đây keo nó nhỏ lại, mình đặt đến cái vùng nào đó cho nó đẹp, đặt lên trên cái tượng này cho đẹp, đẩy nó vô hơi lớn, keo nhỏ tí nữa. Rồi mấy em coi ha, nó phải nằm như thế này. Nếu nó lệch thì mình cứ việc xoay ha, cái này là cái gần ổn rồi. Đây bây giờ mình coi nó đi theo ha. Gì treo máy luôn vậy? À, mình mới làm một cái đơn giản như vậy chứ cái đã. Ví dụ như nó vẫn còn chưa đẹp thì mình tiếp tục đẩy nó qua tí nữa đi ha. Đấy cái đuôi cái chân nó nằm trên đó. Rồi tiếp theo mình gắn cái ngọn đuốc lên đây. Để gắn ngọn đuốc lên đây thì mình không có phải làm mà nữa, mà mình phải lấy từ trong này ra, mở cái video lúc nãy đó nó có cái effect nè ha, bung cái effect ra, chọn ngay cái 3D đây nó lên lại ha, và mình chọn cái vị trí của ngọn đuốc ha, nằm ngay đây ba cái miếng này, hoặc là mình dời nó đi cho tới khi nào mà mình thấy nó có cái nhiều điểm thì càng tốt, còn không có là mình lấy ba cái này vào ba này. Ok rồi, ở đây thì mình làm sao mình đâu dùng cái test được đúng không? Đây mình phải tạo cái solid cho nó,
Đây là cái solid ha. Mình coi thường thì cái này mình phải xoay lại cho nó đúng với cái mặt. À, như này đâu có xoay đâu. Mình cũng phải xoay lại ha. Mình dùng rotate. Ở đây xoay là trục y. À, mấy em nhìn cái trục ở đây là mấy em nhìn thấy trục y. Đấy. Rồi vặn nó cho nó thẳng lên một tí là trục Z. Hoặc là đẩy đẩy hướng trục X ha. Anh đưa lại. Mình phải coi lại tí nữa. Phối cảnh. Ok. Chính xác ha. Em nhìn thấy là chữ hình. Rồi, bây giờ mình mới áp đặt cái hình lên đây. Thì mình lấy ngọn đuốc lúc nãy ha. Ở đây đi. Mình lấy cái ngọn đuốc. Và cái ngọn đuốc này là cái nền đen. Cho nên là mình phải lumaki nó ha, chắc mát nó. Chắc mát nó lấy lúc nó đã cháy lên tới đây ha, bấm chữ B rồi nó cháy tới đây luôn cũng được, trim cộm này rồi mình được một cái đuốc nó cháy liên tục ha. Rồi bây giờ mình mới đúp nó lên, Ctrl D chọn luma nó ha. Lúc này là cái ngọn lửa đúng của nó là như thế này. Bây giờ mình mới lấy cái file này nè, mình đưa nó qua cái New York này, đưa lên trên. Không, nó nằm là. Cái này tiếp theo là mình phải bật 3D nó lên. Ha, mấy cái này nó có 3D. Em phải bật 3D nó lên. Cái video là không cần bật nha mấy em, video là mặt phẳng đừng có bật nó. Rồi, xong, làm sao bây giờ làm sao vị trí? Vị trí làm sao đây ha, không được, mình phải lấy vị trí bằng cách này, bung cái solid này ra. Mấy em thấy có cái transform ha, bên này cũng vậy, mấy em thấy có cái transform, chọn cái này transform dưới, copy paste lên cái transform trên, còn trên về là nó nằm lên đó ha. Bây giờ mình mới giấu cái màu xanh này đi. Mình chọn cái lửa của mình scale nó lại. Đuốc lớn, đuốc nhỏ. Rồi. Nhớ chọn trục đẩy lên. Nếu chưa có rõ thì scale ha. Đây, cái đốm đuốc nó nằm đây nè. Mình cho nó thấp xuống một tí đi cho nó đẹp. Rồi ha, bây giờ đuốc nó xích qua bên này một tí, lúc này là ok, mình vừa có lửa cháy mình vừa có chữ giới thiệu cho thành phố luôn, được chưa? Mình không có làm gì khác cả. Đấy, đây là một cái bài cực kỳ đơn giản để mấy em biết lấy thế nào là chắc 3D camera. Thường thường thì nó có rất là nhiều phần mềm ha, có rất là nhiều tiện ích phần mềm như là Mocha ở đây chắc rất là tốt ha, Mocha chắc cực kỳ tốt, hoặc là chắc 3D trên Cinema 4D, trên Maya, hoặc là phần mềm Buzu, có rất là nhiều phần mềm để làm. Còn ở đây mình đang học After Effects thì mình ứng dụng với After Effects. Đây là một cái bài cực kỳ đơn giản ha. Thì khi làm bài tập mấy em cố gắng kiếm những cái video nó có thể như thế này ha. Đấy, nó xoay như thế này nè. Rồi mình đặt cái chữ logo gì đó lên trên cái bàn ha, mình chắc nó trên này là nó tự động nó chắc. Đây là một kiểu, hoặc là mình lấy cái dạng này cũng được ha,
mình để cái chữ lên trên cái thanh này nè, là nhà tài trợ gì đó ha. Đấy, thì ví dụ đây thầy cũng làm sơ để cho mấy em thấy. Thường làm thì mấy em lấy một đoạn ngắn thôi, test là lấy một đoạn ngắn, đừng bao giờ lấy quá nhiều ha, là mấy em ngồi chờ mệt xỉu luôn á. Lấy cái đoạn nào mà nó xay xay đẹp đẹp tí, ví dụ như nó nằm giữa nè, đây từ giữa nè, đấy rồi em lấy qua phần đầu nè, bao nhiêu giây, phần cuối thêm vài giây ha, để cho nó quay qua đây có, để cho nó quay qua đây có, đúng không? Như vậy là ổn rồi. Mình chắc lại lần nữa, thầy sẽ hướng dẫn lần nữa nè. Mấy em vào animation chắc camera rồi máy nó tự làm ha. Cái việc cuối cùng là mấy em tự chọn làm sao cho nó đẹp, nên thường chắc mấy cái này người ta hay đánh dấu để cho máy nó tự tìm thấy cái dấu đó ha. Em càng dài thì phải càng ngồi chờ. Ví dụ như đây là 281 frame ha. Đấy, nó còn tới hai mươi mấy giây, hai mươi mấy giây hả, thì mình phải ngồi mình chờ một tí. Ở cái bài tập này thì mấy em chỉ cần làm một bài tập duy nhất thôi ha, có thể là chắc motion hoặc là chắc camera vậy thôi. Đây nó rất là nhiều cái điểm để cho người nó chắc, cho nên là nó hiển thị rất nhiều ha, mấy em nhìn thấy không, nó hiển thị rất nhiều đấy. Thường thì mình muốn chắc cái gì đó mình đánh dấu lên trên đó ha. Đấy, lúc này mấy em muốn để cái gì đó, mấy em cố gắng tìm cái vị trí nào mà nó nhìn thẳng của cái mặt phẳng, từng cái mặt phẳng ha, là mấy em đặt lên. Ở đây là không có, tùy. Đây mặt phẳng nằm đây, còn không là mấy em phải tự chọn, lít vào cái điểm thứ nhất xong nhấn shift lít vào cái điểm thứ hai là điểm thứ ba ha, tự chọn nó sẽ lên một cái mặt theo ý của mấy em. Rồi mấy em bấm chuột phải ha, tạo test hay tạo hình gì đó. Rồi mấy em xoay cái test cho nó nằm đúng. Đây, đầu tiên là mấy em phải xoay cái trục này ha. Đó, nó mới đúng với cái trục nó. Rồi sau đó mới position xích ra, xích vào, xích ra gì đó, đặt ở giữa hay xuống ha. Rồi scale cho nó nhỏ lại, dạ à. Rồi giờ mấy em coi, cũng khá là ổn ha, nó có thể lệch nhưng mà không có vấn đề. Thường khi làm mấy cái này người ta phải đánh dấu ha, đánh dấu thì nó mới chính xác được. Đây là do mình cắt nó xoay từ bên này qua bên này tới gần hơn 90 độ ha, mức độ này là hơi khó so với một cái chất camera của After Effects. Như vậy là tạm ổn ha, cỡ này đến này là ok, từ 90 độ đổ lại là ok. Rồi cái bài của mình hôm nay đến đây ha.